bạn có thể đã bỏ lỡ trên iOS 13. Được giới thiệu tại sự kiện WWDC 2019, iOS 13 nhanh chóng trở thành bản cập nhật beta, thử nghiệm, được tải nhiều nhất từ trước tới nay, do mang đến nhiều tính năng mới và hữu ích cho người dùng, đặc biệt đối với các dòng iPhone đời cũ. Người dùng sẽ nhận thấy iOS 13 góp phần cải thiện tốc độ, hiệu năng hơn đáng kể, giúp tăng độ mượt mà trên thiết bị. Dưới đây là những tính năng thú vị mà bạn có thể đã bỏ lỡ trên bản cập nhật iOS 13 bởi Apple không hề nhắc tới. Tăng trên giảm âm lượng đỡ khiến bạn mất tập trung. Ở các bản cập nhật trước, việc tăng giảm âm lượng trên IPHONE IPAD khiến một ô pop up lớn hiện lên chính giữa màn hình, gây mất tập trung và thậm chí cả sự khó chịu. Với iOS 13, phần khung hiển thị âm lượng khi nhấn nút tăng trên giảm được hiển thị bớt phô trương hơn và thu gọn vào một góc. Chi tiết tưởng như rất nhỏ này nhưng kỳ thực đã được các tín đồ của Apple thích thú và đánh giá cao. Trên diễn đàn công nghệ, nhiều người cho rằng cuối cùng thì Apple cũng lắng nghe ý kiến của họ để mang đến những tùy chỉnh hợp lý hơn trên giao diện iOS. Dễ dàng tùy chỉnh Wi-Fi, Bluetooth Giờ đây, người dùng không cần vào bên trong mục cài đặt để lựa chọn mạng Wi-Fi tương thích. Thay vào đó, mọi thao tác từ lựa chọn tên Wi-Fi, nhập mật khẩu, thiết bị Bluetooth đều có thể được điều chỉnh dễ dàng từ thanh trung tâm điều khiển tại màn hình chính. Truy cập trình đơn nhanh chóng mà không cần dùng 3 TOUCH. Tính năng 3 TOUCH nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ trên các dòng kế nhiệm của iPhones và XS để chuẩn bị cho điều này. Apple đã cho phép người dùng có thể truy cập vào các trình đơn mở rộng mà không cần dùng thao tác nhấn, giữ như trước đây. Điều này vô hình trung biến 3 TOUCH trở thành một tính năng dư thừa trên các dòng iPhone sau khi cập nhật lên iOS 13. Tối ưu hóa khả năng sạc pin Từ trước tới nay Pin Li-ion sử dụng trên các dòng điện thoại tồn tại một điểm yếu cố hữu, đó là nếu vượt quá mốc 100% mà vẫn tiếp tục cắm sạc, thì tuổi thọ của pin sẽ bị giảm theo thời gian. Để khắc phục tính trạng để quên khi sạc điện thoại, iOS 13 giới thiệu một tính năng mới có tên là Optimizing Battery Charging, cho phép giảm bớt cường độ dòng điện sạc khi pin vượt qua ngưỡng 80%, nhằm giảm bớt những tác hại cho tuổi thọ của pin. Chỉnh ảnh và video tốt hơn. Đối với những người thích chụp ảnh trên quay video và chỉnh sửa chúng trên IPHONE EOS 13 mang đến một cập nhật vô giá đó là cho phép chúng ta xoay khung hình của video, cũng như thêm vào các layer màu sau khi ghi hình mà không cần đến một ứng dụng của bên thứ ba. Ngoài ra, người dùng cũng có thể phóng ảnh, kéo giãn ảnh theo trục đứng hoặc trục ngang tùy thích. iMessage và FaceTime kích hoạt được trên cả hai SIM. SIM kép là tính năng được giới thiệu lần đầu trên dòng iPhone trên XS Max. IPHONE Xr sau người dùng từ đó tới nay vẫn chưa thể gửi và nhận tin nhắn e-message từ cả hai SIM mà chỉ được chọn một trong hai số điện thoại. Tin vui là kể từ iOS 13, người dùng này đã có thể sử dụng iMessage e trên cả hai SIM cũng như thực hiện cuộc gọi từ FaceTime một cách bình thường. Xóa app bên trong cửa hàng App Store. Thông thường để xóa một ứng dụng, người dùng sẽ nhấn giữ vào biểu tượng của ứng dụng tương ứng trên màn hình, rồi sau đó nhấn vào nút X để gỡ bỏ. Thao tác này mang đến nhiều thuận tiện, song sẽ là vô cùng khó khăn nếu như bạn cài rất nhiều ứng dụng trên iPhone và không thể kiểm soát hết chúng trên màn hình chính. iOS 13 mang đến một giải pháp khác cho việc xóa ứng dụng, bằng cách truy cập vào App Store để hiển thị ra một danh sách các ứng dụng. Tại đây, người dùng sẽ có tùy chọn cập nhật ứng dụng, nếu có, và xóa bỏ chúng một cách nhanh chóng bằng cách vuốt sang cạnh trái. Nguyễn Nguyễn